Kính thưa quý vị, tranh chấp trên Biển Đông kéo dài nhiều năm với những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến ngư dân Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. Ngư dân thường xuyên đối mặt với những hành động gây rối, cản trở khi đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Đằng sau những hành động này, không khó để nhận diện kẻ gây hấn, chính là lực lượng vẽ nên đường lưỡi bò phi pháp với tham vọng chiếm lĩnh gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Một gã láng giềng khổng lồ nhưng đầy tham lam Trung Quốc. Gần đây, Truyền thông Việt Nam đưa tin về một vụ tấn công vào ngày 29 tháng 9, khi một tàu cá Quảng Ngãi bị tấn công trong lúc đánh bắt tại khu vực Hoàng Sa, khiến 10 ngư dân bị thương. Đây không phải là lần đầu tiên ngư dân Việt Nam trở thành nạn nhân của những hành động khiêu khích này. Tàu cá Quảng Ngãi liên tục bị tấn công khi hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, thể hiện rõ ràng là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm leo thang căng thẳng tạo ra những cuộc đối đầu nguy hiểm để thử phản ứng của Việt Nam. Sự kiện này tiếp tục đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là một phần trong chiến lược vùng xám của Trung Quốc, một chiến lược không công khai gây chiến nhưng vẫn đủ để tạo áp lực và khiêu khích. Mục đích của Trung Quốc là gì khi thực hiện các hành vi hung hăng này và Việt Nam đã phản ứng ra sao trước tình huống này? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu và phân tích qua video ngày hôm nay. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 30 tháng 9, đồn biên phòng Bình Hải, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã nhận báo cáo về sự việc tàu cá QNG 9573TS hành nghề tại khu vực quần đảo Hoàng Sa có dấu hiệu bị lực lượng Trung Quốc ngăn cản tấn công. Cụ thể, vào lúc 13 giờ 12 phút ngày 29 tháng 9, đồn biên phòng Bình Hải nhận được thông tin từ đài canh cộng đồng xã Bình Châu, huyện Bình Sơn về vụ việc trên. Ngay sau khi nhận được tin, Đồn biên phòng Bình Hải đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Châu và đài canh cộng đồng xã Bình Châu tiến hành xác minh, làm rõ thiệt hại về người và tài sản. Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, đài canh cộng đồng xã Bình Châu đã liên lạc được với ông Nguyễn Thanh Biên, thuyền trưởng tàu QNG 9573TS, ngụ tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu. Theo lời ông Biên, hiện trên tàu có 3 ngư dân bị gãy tay, gãy chân và 7 ngư dân khác bị thương tàu cũng đã liên hệ với trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hay và các lực lượng chức năng để yêu cầu hỗ trợ cứu nạn. Được biết, tàu cá QNG 9573TS dài 21m, công suất 760 mã lực, do bà Nguyễn Thị Dung, ngụ xã Bình Châu làm chủ và ông Nguyễn Thanh Biên, 40 tuổi làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ lúc 10 giờ 45 phút ngày 13 tháng 9, hành nghề câu cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa với 10 ngư dân trên tàu. Theo lời kể của thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 29 tháng 9, khi kiểm tra thiết bị định dạng trên tàu, ông phát hiện tàu mang số hiệu 301 nhưng bằng mắt thường không thể nhìn thấy rõ. Khoảng 1 giờ sau, tàu 301 đã tiếp cận và rượt đuổi tàu cá QNG9573TS, sau đó thêm một tàu sắt khác mang số hiệu 101 tiếp cận. Hai tàu sắt này thả ba cano bao vây và kẹp tàu cá vào giữa. Gần 10 giờ sáng cùng ngày, khoảng 40 người nước ngoài nói tiếng Trung Quốc mang theo ống sắt lên tàu cá và hành hung thuyền viên. Họ đã đập phá và lấy đi hầu hết ngư lưới cụ, máy móc trên tàu cùng khoảng 40 tấn hải sản, thiệt hại ước tính vào khoảng 500 triệu đồng. Sau khi gây án, họ để lại trên tàu một bộ định vị để thuyền viên có thể quay về bờ. Có thể thấy rằng, những tàu mang số hiệu ngắn không phải là tàu hải cảnh Trung Quốc, mà rất có thể là lực lượng dân quân biển của họ. Đây không phải là một phát hiện bất ngờ vì lực lượng dân quân biển Trung Quốc thường được sử dụng như một công cụ chiến lược nhằm tăng cường sự hiện diện trên biển Đông mà không cần can thiệp quân sự trực tiếp. Mặc dù những tàu này không được trang bị hiện đại như tàu hải cảnh hay tàu chiến, nhưng chúng lại đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh. Việc sử dụng lực lượng dân quân biển giúp Trung Quốc có thể leo thang căng thẳng và thăm dò phản ứng mà không phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu xung đột nổ ra. Đây là một chiến thuật tinh vi giúp Trung Quốc che giấu những hành động ngang ngược của mình dưới vỏ bọc là các ngư dân. Tuy nhiên, mọi hành vi gây rối cản trở ngư dân Việt Nam đều không thể che giấu được sự thật rằng đây là một phần trong nỗ lực nhằm thâu tóm toàn bộ biển Đông của Trung Quốc. Lực lượng dân quân biển chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong tham vọng lớn hơn của họ. Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc đang có nhiều dấu hiệu cải thiện, các hoạt động hợp tác quân sự giữa hai nước cũng đang được củng cố. Nếu Trung Quốc sử dụng lực lượng hải cảnh để ngăn cản Việt Nam trên biển Đông, điều này sẽ tạo ra hình ảnh mâu thuẫn, rõ ràng là một hành động mang tính hai mặt. Điều này sẽ làm suy giảm niềm tin giữa hai nước và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh ngoại giao mà cả hai bên đang nỗ lực xây dựng. Việc Trung Quốc sử dụng tàu cá và lực lượng dân quân biển dưới vỏ bọc ngư dân là một chiến thuật tinh vi nhằm mở rộng sự hiện diện mà không chính thức vi phạm các thỏa thuận ngoại giao. Những tàu này không mang danh nghĩa quân sự, do đó các hành động khiêu khích hoặc cản trở do họ thực hiện khó bị quy kết là vi phạm cam kết song phương. Đây là một chiến lược giúp Trung Quốc duy trì sự kiểm soát phi pháp ở Biển Đông mà vẫn tránh được phản ứng mạnh mẽ từ Việt Nam hay cộng đồng quốc tế, đặc biệt là khi hai bên vẫn duy trì quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khác. Trung Quốc không chỉ sử dụng các lực lượng tàu cá và dân quân biển để đạt mục tiêu bành trướng, mà còn tạo ra một vùng xám về pháp lý, khiến việc xác định ai là kẻ gây hấn trở nên khó khăn. Đây là một chiến lược nhằm thực hiện tham vọng lãnh thổ mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến bức tranh ngoại giao mà Trung Quốc đang cố duy trì với các quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam. Liệu đây có phải là hoạt động vùng xám mà Trung Quốc đang áp dụng trong tranh chấp biển Đông? Có thể thấy rằng thuật ngữ vùng xám không phải là một khái niệm pháp lý mà là cách ám chỉ các hoạt động có chủ đích nhằm gây căng thẳng nhưng không vượt ngưỡng gây ra xung đột quân sự. Chiến thuật vùng xám thường được các nước lớn áp dụng để mở rộng kiểm soát, biến khu vực không tranh chấp thành tranh chấp nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng chiến tranh. Theo định nghĩa của chuyên gia Michael Green từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, chiến thuật vùng xám là những hành vi vượt quá gian đe thông thường để đạt được mục tiêu an ninh nhưng vẫn dưới ngưỡng có thể gây phản ứng vũ trang. Nhìn từ góc độ này, các hoạt động phá hoại tàu cá Việt Nam mà Trung Quốc thực hiện nhiều năm qua, trong đó có sự việc nêu trên, chính là minh chứng cho chiến thuật vùng xám của trung quốc trên biển đông trung quốc đã kiên định theo đuổi chiến lược này để dân chiếm đóng biển đông mà không gây ra phản ứng quá mạnh từ dư luận quốc tế sau khi tự tuyên bố chủ quyền bằng bản đồ phi lý trung quốc đã tiến hành hàng loạt hoạt động vùng xám nhằm thực hiện tham vọng độc chiếm biển đông thông qua chiến thuật này trung quốc đã thành lập lực lượng dân quân biển thuộc vũ trang nhân dân và bắt đầu triển khai trong các chiến dịch chiếm đóng của đảo hoàng sa của việt nam vào các năm 1956, 1959 và 1974 khi quần đảo này do Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Các tàu cá thuộc lực lượng dân quân này được huy động để thực hiện các nhiệm vụ như thu thập thông tin tình báo, quấy nhiễu và tạo cớ cho các hoạt động quân sự xâm lược. Những hoạt động này thường được ngụy trang dưới chiêu bài phản công tự vệ hoặc tổ chức các cuộc đổ bộ bí mật lên các đảo mà đối phương chưa đủ khả năng kiểm soát hoàn toàn. Đây là chiến thuật nhằm che đậy hành vi sử dụng vũ lực bất hợp pháp. Lực lượng dân quân biển Trung Quốc ngày càng gia tăng sự hiện diện tại Biển Đông nhằm đảm bảo sự kiểm soát lâu dài, từng bước biến vùng không có tranh chấp thành vùng tranh chấp và từ đó tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực này mà không gây ra các cuộc xung đột trực tiếp. Mục tiêu sâu xa của Trung Quốc là độc chiếm Biển Đông mà không phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Một điểm đáng chú ý là nhiều tàu dân quân biển của Trung Quốc có tải trọng trên 500 tấn và được trang bị hệ thống nhận dạng tự động AIS, nhưng chỉ một số rất ít trong đó thực sự phát tín hiệu AIS nhằm che giấu số lượng và hành động của họ. Trung Quốc thường xuyên giải thích các vụ đâm va cố ý với tàu của các nước khác trên biển Đông là các tai nạn hàng hải thông thường, đồng thời sử dụng tàu dân quân biển để quấy rối, đâm va với tàu nước ngoài hoạt động ở khu vực đường chín đoạn bất hợp pháp mà họ tuyên bố. Vấn đề phức tạp hơn, khi lực lượng thực thi pháp luật của các nước khó có thể phân biệt được giữa tàu cá bình thường và tàu cá do dân quân biển chỉ huy, dẫn đến việc các nước thường kiềm chế phản ứng mạnh mẽ để tránh bị Trung Quốc cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với ngư dân. Tuy nhiên, Trung Quốc lại lợi dụng sự mơ hồ này để tiếp tục thực hiện các hoạt động gây rối, cản trở và tạo căng thẳng nhằm gây áp lực và thử phản ứng của Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế. Nếu Việt Nam và quốc tế không có những phản ứng kịp thời và cứng rắn, điều đó có thể bị coi là ngầm thừa nhận các hành động và yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Ngược lại, nếu có phản đối, Trung Quốc sẽ điều chỉnh các hành vi gây hấn tùy theo mức độ phản ứng để tiếp tục chiến lược của mình. Việc thử phản ứng của các quốc gia trong khu vực không chỉ là cách Trung Quốc tạo áp lực tức thời mà còn là chiến thuật dài hạn để Bắc Kinh nắm bắt chiến lược của từng nước trong việc giải quyết tranh chấp biển Đông, từ đó điều chỉnh phản ứng phù hợp. Khi quan sát cách Trung Quốc đối đầu với Việt Nam và Philippines, có thể thấy rõ sự khác biệt trong chiến thuật của Bắc Kinh đối với hai quốc gia này. Trong trường hợp xảy ra va chạm trên biển Đông, Philippines thường phản ứng mạnh mẽ và ngay lập tức tìm cách kéo đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ vào cuộc. Tuy nhiên, đây lại là điều mà Trung Quốc mong đợi. Bắc Kinh chỉ cần chờ Philippines hành xử quá mức có thể dẫn đến xung đột bạo lực từ đó, Trung Quốc có thể lợi dụng tình hình để biện minh cho các hành động mạnh tay hơn dưới danh nghĩa bảo vệ nhân quyền hoặc bảo vệ lợi ích quốc gia. Về lý, Philippines có thể đúng, nhưng về tình, họ đã rơi vào bẫy của Trung Quốc. Trong một cuộc đối đầu, bên mất kiểm soát trước luôn là bên chịu thiệt hại lớn. Philippines tin rằng với hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ, họ có thể leo thang căng thẳng mà không lo ngại. Tuy nhiên thực tế lại khác xa kỳ vọng. Dù thách thức Philippines, Trung Quốc vẫn kiên nhẫn theo dõi thái độ của Mỹ. Điều đáng chú ý là Mỹ thường giữ im lặng trong nhiều sự kiện, chẳng hạn như khi Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough. Điều này cho thấy Hoa Kỳ chưa sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến tại Biển Đông, và Philippines dù có vẻ hung hăng, thực chất đang phải đối đầu với Trung Quốc mà không nhận được sự hỗ trợ rõ ràng từ đồng minh. Ngược lại, Việt Nam đã chọn một cách tiếp cận khác, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, không để tình trạng leo thang thành xung đột vũ trang. Những hành động tấn công tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa của Trung Quốc không chỉ nhằm khiêu khích mà còn là phép thử đối với sự kiên nhẫn và phản ứng của Việt Nam. Bằng cách gây áp lực liên tục qua các hành động như vậy, Trung Quốc muốn đẩy Việt Nam vào thế phòng thủ và làm suy yếu khả năng khẳng định chủ quyền của mình. Tuy nhiên, Việt Nam đã nhiều lần chứng tỏ rằng chúng ta không dễ bị khuất phục trước những hành vi này. Những cuộc tập trận quốc phòng chính sách ngoại giao khôn khéo và sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ đã giúp Việt Nam không chỉ bảo vệ chủ quyền mà còn nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Điều này khiến Trung Quốc đối mặt với rủi ro mất uy tín toàn cầu mỗi khi cố gắng khiêu khích Việt Nam. Chính sự điềm tĩnh và chiến lược lâu dài đã giúp Việt Nam tránh được những cái bẫy mà Trung Quốc đang răng ra trong các tranh chấp trên Biển Đông, buộc Bắc Kinh phải thực hiện chiến thuật vùng xám để tiếp tục các ý đồ của mình. Việc Trung Quốc chưa thể áp đặt ảnh hưởng mạnh mẽ lên Việt Nam trong tranh chấp biển Đông như đã làm với Philippines phản ánh sự linh hoạt trong cách tiếp cận của Việt Nam. Gần đây, Trung Quốc đã có động thái trao thêm quyền lực cho lực lượng hải cảnh vốn thường có những hành động gây căng thẳng trong khu vực. Cụ thể, Trung Quốc cho phép lực lượng này giam giữ người nước ngoài lên đến 60 ngày mà không cần qua xét xử nếu họ bị phát hiện vượt biên trái phép qua vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tự trao quyền thực thi pháp luật tại các khu vực tranh chấp như Biển Đông, dù những tuyên bố chủ quyền này không được quốc tế công nhận. Năm 2021, Trung Quốc đã ban hành luật cho phép hải cảnh nổ súng vào tàu nước ngoài trong vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Việc cho phép lực lượng hải cảnh bắt giữ người nước ngoài trên Biển Đông là minh chứng rõ ràng cho ý đồ sử dụng luật pháp nội địa nhằm hợp pháp hóa hành vi kiểm soát tại các vùng tranh chấp bằng cách tạo ra các hồ sơ hành chính qua các vụ bắt giữ. Trung Quốc dần hình thành một cơ sở dữ liệu để chứng minh quyền kiểm soát, mở rộng tâm ảnh hưởng mà không cần phải sử dụng đến vũ lực. Tuy Trung Quốc cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng vào tàu nước ngoài, nhưng hành động này ít có khả năng xảy ra do nó có thể đẩy căng thẳng vượt ra khỏi vùng xám, nơi Trung Quốc đang thể hiện sự khéo léo về mặt chiến thuật. Thay vào đó, việc bắt giữ ngư dân từ các quốc gia trong vùng biển tranh chấp có thể là biện pháp Trung Quốc sử dụng để gây áp lực lên chính phủ các nước này. Trước hành động phá hoại tàu cá QNG 95739TS của ngư dân Việt Nam vào ngày 29 tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã có phản ứng bình tĩnh nhưng kiên quyết. Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành điều tra vụ việc và nhiều khả năng Bộ ngoại giao sẽ sớm lên tiếng phản đối chính thức. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam đối mặt với những hành động như vậy từ Trung Quốc. Trước đó vào tháng 8 năm ngoái, khi tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tấn công, người phát ngôn Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nhấn mạnh rằng Việt Nam phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với tàu cá Việt Nam, cho rằng điều này vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Phản ứng của Việt Nam thể hiện rõ sự nhất quán trong cách tiếp cận với các tranh chấp với Trung Quốc, thông qua các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Việt Nam duy trì lập trường kiên định, tránh leo thang căng thẳng và đồng thời khẳng định chủ quyền trên biển Đông. Việc duy trì thái độ kiên định và không bị kích động là một chiến lược dài hạn khôn ngoan trong bối cảnh đối đầu với cường quốc như Trung Quốc. Cách tiếp cận này vừa hợp lý vừa hợp tình, giúp Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia mà không làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nếu Việt Nam mất bình tĩnh và phản ứng quá mức, Trung Quốc sẽ có cơ hội dựa vào đó để biện minh cho các hành động quân sự hoặc áp đặt thêm những áp lực mạnh mẽ khác. Đây là điều đã xảy ra với Philippines khi quốc gia này thể hiện thái độ cứng rắn và quá dựa vào sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Việc phụ thuộc quá mức vào đồng minh mà không xây dựng nội lực tự chủ đã khiến Philippines dễ dàng bị cuốn vào các cuộc xung đột không mong muốn. Ngược lại, Việt Nam đã chọn con đường khôn ngoan hơn, không để mình rơi vào những cái bẫy mà Trung Quốc răng sẵn. Một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông là lực lượng ngư dân kiên cường. So với tiềm lực quân sự của Trung Quốc, Việt Nam không thể so sánh về quy mô. Nhưng ngư dân Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hiện diện của chúng ta tại các vùng tranh chấp. Bằng cách bám biển, ngư dân không chỉ duy trì hoạt động kinh tế mà còn khẳng định chủ quyền quốc gia. Dù phải đối mặt với nhiều sự quấy rối và thậm chí là bạo lực từ phía Trung Quốc, ngư dân Việt Nam vẫn không nản lòng. Chính phủ Việt Nam đã không ngừng động viên và hỗ trợ ngư dân trong việc duy trì cuộc sống và hoạt động trên biển, góp phần củng cố lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ lãnh thổ. Trung Quốc hiểu rõ rằng ngư dân Việt Nam không chỉ là những người đánh bắt cá mà họ còn là lực lượng giúp Việt Nam khẳng định chủ quyền một cách kiên nhẫn và bền bỉ nhất. Các hành động quấy rối và tấn công tàu cá của Trung Quốc không chỉ nhằm gây áp lực về kinh tế mà còn muốn làm suy yếu tinh thần của ngư dân, buộc họ phải rời bỏ vùng biển tranh chấp. Việt Nam đã chứng minh rằng những hành động này không đủ để làm suy giảm quyết tâm của quốc gia trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trung Quốc tiếp tục theo đuổi chiến lược thăm dò và khai thác bất kỳ điểm yếu nào trong phản ứng của Việt Nam. Mọi hành động quá khích hoặc mất kiểm soát từ phía Việt Nam nếu xảy ra đều có thể trở thành cái cớ để Trung Quốc leo thang xung đột như họ đã làm với Philippines. Việt Nam không dễ dàng rơi vào cái bẫy chiến lược của Trung Quốc. Thay vào đó, chúng ta duy trì một chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên quyết, sử dụng sức mạnh của luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Mỗi khi Việt Nam kiên định lên án các hành động phi pháp của Trung Quốc, điều đó không chỉ khẳng định quyền lợi chính đáng của chúng ta mà còn củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong các cuộc đối đầu với Trung Quốc ở biển Đông, Việt Nam đã chọn con đường hợp lý nhất, giữ vững sự bình tĩnh, tuân thủ luật pháp quốc tế và kiên quyết bảo vệ chủ quyền thông qua các biện pháp hòa bình. Chiến lược này không chỉ ngăn chặn Trung Quốc khai thác điểm yếu mà còn là cách bảo vệ lợi ích quốc gia một cách thông minh khéo léo và hiệu quả. Qua sự việc này, chúng ta thấy rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục chiến lược vùng xám trong các tranh chấp trên biển Đông với Việt Nam. Mặc dù những hành động gây hấn đã khiến ngư dân Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài sản và sức lực, nhưng với sự đồng lòng cùng nhà nước, ngư dân Việt Nam vẫn kiên trì bám biển, bảo vệ chủ quyền như họ đã làm từ trước tới nay. Việt Nam luôn kiên định giải quyết các tranh chấp thông qua con đường hòa bình, dù Trung Quốc có thay đổi chiến thuật hay quy định thế nào. Với sự bình tĩnh và bản lĩnh, Việt Nam chắc chắn sẽ vượt qua mọi sự khiêu khích từ phía họ. Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của mình. Mỗi ý kiến của quý vị đều là động lực giúp chúng tôi cải thiện và mang đến nội dung tốt hơn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.